chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuyển quyền tổ chức tiếp xúc cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại 6 điểm tiếp xúc là xã An Sơn, Cao Nhân, Hoàng Động, Gia Minh, Lập Lễ và Trung Hà, đại biểu Hội đồng dân huyện đã thông báo chương trình thời gian dự kiến tiến hành kỳ họp thứ 10, Hội đồng dân huyện khóa 18, dự thảo báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và chủ đề năm 2019 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2020. Dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự kiến lần 1 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo trả lời việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, cử tri các địa phương bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà huyện Thủy Nguyên đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua và nhất trí cao với các nội dung dự thảo báo cáo, kế hoạch trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, công tác thủy lợi nội đồng, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó cần bố trí khu tái định cư khi thu hồi đất của người dân, giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng cần bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới xây dựng các trường học đường giao thông nông thôn các chế độ chính sách cho công an viên quan tâm công tác thu gom xử lý rác thải vệ sinh môi trường đầu tư nâng cấp cải tạo các mương tiêu thoát nước tại các thôn khu dân cư đẩy nhanh tiến độ nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp và một số nội dung quan trọng khác sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng dân huyện đã trả lời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến của cử tri sẽ được đại biểu Hội đồng dân huyện tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện sắp tới.